Và có vẻ gì rất nhiều bạn. Vâng, trận đấu giữa TNT. Vâng, trận đấu mà có lẽ là rất nhiều kênh stream, vâng, lớn hơn hai nhiều rồi, đang stream trận đấu của bên Hoa Xin gặp TNT Army, một đội đến từ Indonesia và có lẽ đang được tài trợ bởi Armageddon. Có lẽ đây là một tin tương lai của Armageddon chăng, khi họ đang để avatar của Armageddon. Chúng ta có thể thấy rằng là họ gồm có ZVR, Yeochihun, RBL, MFox và Destroy. Trong khi đó bên phía chúng ta, bên Hoa Xin gồm có Summer, QQ, Tai Polymer. Vâng, Tai Polymer nhìn nhanh, đọc nhanh, tía đọc lại thành tiền Polymer. Trinh Trong Bú Ti và 0123456789. Lúc này đang chúng ta sẽ vào với phần ban pick của cả hai đội. Vâng, rất hồi hộp và bản thân Pew Pew cũng cảm thấy hồi hộp. Vâng, vậy là chúng ta có một kênh stream tiếng Thái của LG Two Team. Stream của chúng ta có vẻ như Biên Hòa Asin cũng như TNT giành được rất nhiều sự chú ý đến từ khu vực Đông Nam Á. Bad Rider và Undying đã bị ban ra. Có vẻ như các team của khu vực Đông Nam Á hay trên thế giới cũng vậy, rất ngại Undying của Việt Nam. Họ thường xuyên ban Undying của Việt Nam. Trong khi đó thì Biên Hòa Asin nói không, tôi không muốn có Bad Rider. Đang có sự suy nghĩ chắc chắn rằng Trinity Army là TNT ở đây. Có lẽ là chưa có một lần nào train cùng với Biên Hòa Asin. Họ cũng chỉ đoán mà thôi, cũng như chúng ta. Họ có lượt pick trước, phải chăng họ sẽ không ban Magnus mà sẽ ban những hero khác và cố gắng để lấy Magnus. Trong khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể ban Magnus ở lượt ban thứ hai. Họ đã ban Nyx Assassin rồi, một support khá khó chịu với một combo kết thúc được một support đối phương. Một combo rất khó chịu của Nyx Assassin, hoàn toàn discount. Vâng, ban Phantom Lancer, không muốn một carry khủng, một carry siêu lết như Phantom Lancer. Vậy phải chăng Trinity sẽ lấy Magnus? Vâng, đã có Magnus. Như dự đoán, chúng ta có thể thấy rằng là rất khó để tuyệt nếu như mà lượt pick đầu tiên có cơ hội pick Magnus mà bỏ thì khá là khó hiểu. Trong khi đó thì Biên Hòa Asin cũng thể hiện sự khó chịu của mình khi sẽ có Rubik, một hero phá combat và cướp ulti. Họ có rất nhiều sự lựa chọn ở đây. Tôi thấy rằng Biên Hòa Asin họ rất thích đánh Shadow Shaman. Không hiểu là sẽ có Shadow Shaman ở trong lineup của họ trong giải đấu lần này hay không, nhưng họ rất hay có Shadow Shaman khi đánh in-house hay đánh các giải Việt Nam. Rubik là một hero support, họ rất có thể sẽ pick một hero có thể sẽ là solo mid tại thời điểm hiện tại nữa, khi mà họ hoàn toàn vâng Night Stalker. Radiant team pick. Ông vua vào ban đêm và thằng hề vào ban ngày. Các bạn có hỏi một câu khá là thú vị, đó là (cười)
Vâng, chúng ta có thể thấy rằng bây giờ thì Trinity sẽ có hai lượt pick tiếp theo. Họ sẽ pick support chắc chắn rồi. Rất ít khi mà pick hết carry và solo lane rồi mới pick hai lượt support cuối. Thường thì chúng ta sẽ đan xen, vừa có tí support vừa có tí solo mid hoặc solo lane. Nếu như pick thiên quá về một lane nào đó thì chúng ta sẽ bị ban ra rất nhiều. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của họ. Vâng, các bạn đang hỏi là ban thứ hai của Trinity là ban gì? Đó là Nick Assassin. Vâng, Brewmaster. Team Trinity pick khá cao tay khi họ đang có những hero mặc dù tay ngắn nhưng vào combat thì lại trở thành tay dài. Với những hero AoE rất lớn của mình, đó là Magnus và Brewmaster. Đặc biệt với Brewmaster, nếu như không kết thúc được anh ta thì cả Shadow Demon nữa, một hero cứu chúa, có vẻ như rất khó chịu với lineup của Trinity. Chúng ta có thể thấy rằng là lượt pick tiếp theo của bên Hoa Xin, phải chăng họ sẽ pick một hero carry khi họ đã có solo mid, một support. Và nếu như để cho carry ở hai lượt pick cuối, rất có thể sẽ bị ban hết những carry ở ba lượt ban tiếp theo của Trinity. Trong khi đó thì họ đã có support rồi. Còn solo lane thì bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn khi vẫn chưa có một solo lane nào được bị ban ra. Vâng, dự đoán của Pew Pew là hoàn toàn chính xác khi họ đã có Luna một carry. Chúng ta có thể thấy rằng lượt ban tiếp theo có lẽ là sẽ ban support rồi. Rất khó để khác đi. Vâng, chúng ta có thấy là Daxia một hero đi lane. Đương nhiên rồi, bên Hoa Xin nếu như có Daxia thì họ sẽ khó chịu vô cùng với vây kiềm của mình. Còn bên phía bên Hoa Xin họ lại ban cả Kling một hero đi solo lane và cũng có khả năng carry rất khủng. Có vẻ như bên Hoa Xin họ ban những hero carry late và muốn chơi trận này thật là nhanh. Vâng, Bounty Hunter lại một solo lane nữa. Có vẻ như Trinity chỉ tập trung vào ban hero solo lane mà thôi. Trong khi đó thì bên Hoa Assassin họ tập trung vào ban carry khi mà... Vâng, tiếp tục là một siêu carry nữa là gấu bố và gấu con. Có vẻ như Trinity sẽ không ban solo lane nữa, như vậy là quá đủ rồi. Theo PvP là như vậy mà họ sẽ tập trung vào ban một hero support. Thật sự thì Trinity với hai lượt pick là Magnus và Brewmaster sẽ khó chịu vô cùng ở trong combat. Vâng, không phải, họ quyết định là vẫn sẽ ban solo lane Windrunner. Vậy không biết là bên Hoa Xin sẽ lấy... Vâng, tiếp tục là một siêu carry, cả hai bên cùng theo lối ban pick cố định của mình. Tôi không muốn thay đổi, tôi chỉ ban cái lane này thôi. Còn trong khi đó thì bên phía Trinity họ cần có... Có thể là Brewmaster sẽ đi solo mid, Magnus sẽ đi solo lane. Vậy thì họ vẫn có thể pick một carry nữa. Phải chăng là có cả carry nữa?
Vâng, họ có một có thể sẽ pick một support và Earthshaker. Vâng. Trong khi đó thì bên Hoàng Sinh cũng có câu trả lời với một Hero Combat và support tương tự. Đó là Tidehunter. Không cần suy nghĩ nhiều, có vẻ như chúng ta tự tin. Chúng ta pick ngay sau khi Earthshaker được pick. Trong khi đó thì Trinity, họ sẽ pick carry nữa hay không? Vâng, đang có thông tin từ các bạn xem được ở các game khác. Đó là... Vâng, Shadow Fan. Một Trinity với... Tôi không dám nghĩ đến combat của Trinity khi họ có thể thật sự ra được hết skill nữa. Xin cho tôi được trong giấc ngủ yên và một giấc mơ đẹp. Vâng, Magnus Ulti, Brewmaster Ulti, Earthshaker stun và đi vào ulti. Tiếp theo sau là ulti của Shadow Fans. Có lẽ là Shadow Fans không còn cần phải vẩy nữa. Nhưng không, Biên Hỏa Assassin với Rubik đứng ở ngoài combat, cướp được ulti của Magnus. Ulti ngược lại, Night Stalker sẽ silence được Earthshaker. Brewmaster mặc dù ulti được, nhưng Luna với lượng đam rất lớn từ đánh lan sẽ triệt tiêu được hết bóng của Brewmaster. Tiếp theo là một ulti thông minh của Tidehunter khi anh ta xóa được buff với skill 2 của mình, làm cho Shadowfen không ra được ulti. Và hero cuối cùng sẽ là hero gì đây? Vâng, Chaos Knight. Một hero không phải là một hero có skill AoE đấu với một lineup tất cả các hero đều có skill AoE. Hồi hộp quá đi. Vâng, chúng ta sẽ cùng vào với trận đấu giữa Biên Hòa Assassin gặp TNT. Trận đấu trong khuôn khổ giải Gosu Cup lần thứ 4. Trận đấu đầu tiên của Biên Hòa Assassin, một team đến từ Việt Nam. Team Biên Hòa Assassin lúc này đang được sự chú ý từ cộng đồng Dota 2 ở khu vực Đông Nam Á, bởi vì họ là team tiếp theo nhận được lời mời và là team cuối cùng nhận được lời mời trực tiếp từ giải Silic, tập hợp của rất nhiều top team hàng đầu tại Đông Nam Á hiện nay. Và ngay trong trận đấu đầu tiên của họ đã gặp một tay to, có lẽ là được Armageddon đỡ lưng, đó là TNT đến từ Indonesia. Và có lẽ lúc này thì với một lineup khủng như thế này thì Biên Hòa Assassin cần phải chơi rất chắc tay và cẩn thận. Lúc này thì sẽ Destroy sẽ là người đánh Brewmaster, Mfox sẽ là người đánh Earthshaker, RBL sẽ là người đánh Magnus, Joichi sẽ là người đánh Shadowfen, ZBR sẽ là người đánh Shadow Diamond. Trong khi đó thì biên hóa gì của chúng ta, Summer sẽ là người đánh Night Stalker, Trinh Chong Bú Ti sẽ là người đánh Tidehunter, Chaos Knight sẽ được đánh bởi 0.1.5.6.8.9 và Tai Polymer sẽ là người đánh Rubik. Luna là thành viên cuối cùng được cầm bởi QQ. Đã có một ngút chống lùa đến từ TNT. The battle begins. Vâng, Rubik mua một chiếc giày và một cặp mắt rất tự tin với lối mua đồ của mình, không hề có đồ regen. Trong khi đó ở mid thì Earthshaker và Saruman đang tìm kiếm cơ hội first blood sớm. Không bắt được rồi. Và Night Stalker đã nhìn thấy. Trong khi đó ở trên top thì Tidehunter sẽ đứng đằng sau và trợ giúp QQ khi cần thiết. Magnus sẽ là người đi solo. Anh ta lấy skill 3 đầu tiên. Sẽ có pause, đã có một gush. Đừng ngại. Vâng, đã có chém rồi. Không hề ngại, nửa bình.
Đã có gọi pause nhưng có vẻ như không ai pause. Đã có chộp và đó là chộp Rubik. Bây giờ là một nhấc lên ném ra phía sau. Một stun 1 giây. Tiếp tục với stun từ Shaker. Tai Polymer có giày. Tai Polymer có giày. Đang cố uống mana đến từ Shaker. Có đến 2 bình mana còn lại. Tiếp tục là một cắt cây. Chúng ta có thể thấy rằng đã gọi Creep vào rồi. Vâng, Creep. Creep giết được rồi. Rất thông minh. Rất thông minh. Biết rằng không thể chạy được và anh ta đã để cho Creep giết. Trong khi đó thì có một stun đến từ 012589 đã giúp cho Shadow Fan không thể giúp ích với bảy tay của mình. Rất thông minh. Thật sự thì trong tình huống đó Pew Pew đã không thể nghĩ được rằng Rubik sẽ làm sao để chạy. Nhưng khi người ta không thể chạy thì người ta sẽ tự tử. Đời vào đường cùng thì người ta sẽ chấp nhận phải tự tử mà thôi. Bây giờ thì có thể thấy rằng Brewmaster đang làm chủ thế trận khi anh ta farm được rất nhiều. Trong khi đó thì đã có một hú đến từ Magnus để chạy đi. Dire's middle tower is under attack. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là lúc này Luna đang farm dần lên rồi. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là Tyranitar đang đi ra hẳn sau Creep để có thể harass được Magnus để không cho Magnus hit level. Lượng máu của Magnus lúc này chỉ có một nửa và không còn đồ regen nữa rồi. Anh ta đang phải block Creep để Creep không lên cao. Trong khi đó thì Rubik và Kel'Thuzad đang đi ở dưới bot. Shadowman và Earthshaker cùng tìm kiếm cơ hội để có những pha gây ra sự khó chịu. Nightstalker ở mid thì đang có phần hơi thiếu tự tin với Brewmaster. Mặc dù có rune nhưng Brewmaster với bình của mình thì sạc liên tục. Và chúng ta có thể thấy rằng Summer cần phải cẩn thận bởi vì máu của anh ta đang xuống rất thấp. Vâng, đã uống bình và cả cắn cây. Trong khi đó thì Brewmaster đang uống bình và để chim không phải gà nhặt lại và phải sạc. Đây là một kiểu chơi rất khó chịu. Vâng, Magnus không dám lên hit level. Tài di chuyển rất thông minh, còn việc control land của Luna là vô cùng tuyệt vời. Vâng, Summer. Trong khi đó thì Tai Polymer vẫn đang đứng ở khu vực rune. Không hiểu vì sao Pew Pew lúc này khá run môi. Vâng, sẽ là một pha cướp rune. Không được rồi. Vậy là rune bot và Rubik sẽ là người ăn được. Lại là rune regen nữa. Rất là thơm. Hoa thơm thì cỏ lạ mà. Bây giờ thì không gạ thì Nightstalker vẫn xuống. Sẽ là một pha. Sẽ có sự khó chịu ở đây. Nhấc được lên trước. Và đã có skill vào mặt rồi. Một pha block khó chịu của Nightstalker. Nhưng rune thì vẫn được ăn. Không phải rune kéo hòa rồi. Bây giờ là stun 1 giây. First blood. Brewmaster di chuyển ra. Đã có một dậm chân. Nhưng Summer, lượng máu của Summer xuống khá thấp. Nhưng Kel'Thuzad đang ở đây. Mặc dù không còn, vâng, không còn gì hết, chỉ là hù dọa nhau mà thôi. Không hiểu vì sao mà tay của Pew Pew và môi của Pew Pew lại run. Cái cảm giác này rất ít khi đến. Rất phải cẩn thận bởi vì đôi khi sẽ bị chuột rút. Vâng, rất đáng tiếc là mid thì Brewmaster đã giết được Nightstalker. Trong khi đó thì Kel'Thuzad cũng giết được Shadowman một mạng nữa. Tài Hunter đang chờ đợi ở phía sau. Đã có một nút. Không hú, chưa hú. Hú, không hú. Bây giờ mới hú. Nhưng vẫn còn lại một gash nữa. Và Magnus Baby chạy vào mất ở Baby. Đổi mạng với Rubik. Mặc dù Rubik bị hạ ở land bot nhưng Magnus cũng là một mạng đổi một, 3-2, tỷ số vẫn đang nghiêng về bên phía TNT.
lượng vàng chênh lệch lại đang có phần nhỉnh hơn. Lúc này chúng ta có thấy là Luna đang farm rất tốt và rất xanh. Anh ta đang farm đầu game. Trong khi đó thì Rubik đã có level 3, không hề mua đồ regen với một ngôi sao may mắn, một mắt và một gói thuốc lá smoke mà thôi. Không phải, xin lỗi, anh không hút thuốc. Có lẽ đây là hút thuốc kiểu Ả Rập mà cái tên có lẽ là các bạn ở đây biết, mà preview thì chưa được thử lần nào mà mới đọc báo mà thôi. Vâng. Trong khi đó thì Shadow Fan lại có một pha kết thúc được treo sai ở dưới bot, có lẽ là một pha chộp và vẩy tay. 4-2 rồi. Sẽ có vòng ra đằng sau, vẫn là Camboco. Vâng, đã có hố rồi. Bây giờ là một lúc, một stun khó chịu của Earthshaker. Nhưng có vẻ như Tele. Tele không kịp. Trong khi đó thì Brewmaster cũng di chuyển lên. Bây giờ là một nút đến từ Magnus. Slow không được. Bây giờ là slow đến từ Brewmaster. QQ đã uống được máu, nhấc được lên rồi, ném lại phía sau. Kael'thas xuất hiện, stun 3 giây. Kịp không, anh ta silent rồi. Night Stalker, slow đi. Kéo lại, giết được rồi. Không ra được ulti, một pha hỗ trợ nhau rất đẹp mắt. Vậy là 5-4. Họ vẫn chỉ hơn mình một mạng mà thôi. Dire's bottom tower has fallen. Mặc dù trụ bot bị đẩy, điều đương nhiên rồi, khi Kael'thas là hero tay ngắn. Rubik cũng đã bỏ lane không trợ giúp được. Trụ đã bị đổ. Lượng vàng chênh lệch cho TNT đã vượt lên 1000. Trong khi đó thì Magnus lúc này đang cố gắng lên giày mana, tôi tin là như vậy. Vâng, Brewmaster rất đồ báo. Đã ulti rồi. Đại Chu tung rồi, Earthshaker cũng ở đây để stun. Họ chơi quá khó chịu. Này, Stalker đây là ban đêm nhưng có vẻ như để gank thì rất là khó. Khi đã có một slow không được rồi. Đã có chop. Lao lên từ Brewmaster, stun nhưng hơi sớm, cũng như là sao. Bây giờ thì chạy vỏ mắt được AV. Liệu còn gì nữa không? Bây giờ sẽ có một gush từ tại Hunter. Còn slow không, hết mana rồi, quá cứng. Quá cứng và quá khó chịu. Mặc dù giật xét nhưng mọi chuyện lại quá muộn màng. Này, Stalker có rune regen, có vẻ như anh ta chưa muốn bỏ. Sẽ là một pha không, không chạy được ra đằng sau rồi, hơi muộn màng. Trong khi đó thì Luna lúc này sẽ lên thẳng BKB. Vâng, có vẻ như có một số bạn đang gọi lag thì không biết là có thể confirm được không. Từ phía Vipu thì Vipu cảm thấy rằng không có lag. Rất nhiều tele ra khu vực mid. Trong khi đó ở dưới bot đang có ping. QQ. Vâng, QQ đang cố gắng. Nếu như... Vâng, Earthshaker đã định stun nhưng không kịp. Tỷ số đang là 6-4. Tai Hunter sắp có giày. Trong khi đó ở phía trên top thì Kael'thas. Vâng, Kael'thas đã né được pha chém vừa rồi của Magnus. Lượng vàng chênh lệch lúc này là khoảng gần hơn 2000 nghiêng về bên phía TNT. Lượng điểm kinh nghiệm cũng đang nghiêng về bên phía họ. Vâng, Night Stalker. Có ăn được rune này không? Có ăn được rune này không? Rune in B. Rất đẹp. Vâng, ping về ngay lập tức. Trong khi đó thì Luna. Vâng, Luna đang bê lúc. Một vẩy, vẩy tuyệt. Vâng, lúc này thì có lẽ là như Tai Hunter đang cố gắng để lấy giày trước khi làm bất kỳ một điều gì khác. Đang có smoke đến từ bên hòa Assassin. Đang có di chuyển ra mid. Vâng, đang tìm kiếm ai đây? Khi đang là ban đêm và đội hình của... Vâng, đội hình... Cả đến Magnus cũng đang phải giúp bôi. Mặc dù đứng ở lane top và lane thì... khá là đẹp. Nhưng anh ta vẫn đang giúp bôi. Trong khi đó thì Shadowfan và Shadowman đang ở dưới bot.
Vâng, Shadow Fan đã xuất hiện rồi. Này, Stalker sẽ lao ra. Runin V được mở lên. Shadow Diamond ở phía sau. Đã có một nút từ Luna. Bây giờ là chọt không sai lần nữa, nhưng Luna xuất hiện rồi. Ulti Việt Nam chơi trùng thu rồi, không kết thúc được. Kết thúc được rồi, một stun block khó chịu của Shaker. Liệu rằng Luna có thể chạy thoát được không? Máu của anh ta xuống quá thấp, bằng có lẽ là không thể chạy thoát được rồi. Không, có ai nhìn thấy không? Tele. Vâng, stun mini stun đến từ, nhưng Mark nó sẽ phải làm xuống một pha 2 đổi 3. Trong khi đó thì Ulti The Hunter thảm họa, động đất là đây. Bây giờ là stun khó chịu nữa của Shaker. Kéo lại từ keo sai, stun đi, stun 3 giây. Chúng độc đắc rồi, giết, chộp lại khó chịu đến từ. Sau đó mình quá khó chịu, không làm được gì nữa rồi. Ulti đến từ keo sai, cố lên. Vâng, một pha block nhau khó hiểu của TNT. Stun đi, stun 3 giây. Chết. Vâng, chạy được rồi, bây giờ thì chạy nhẹ nhàng chạy về mà thôi. Sẽ nhẹ nhàng chạy về mà thôi. 8 đều. Vừa rồi nếu như Luna tele sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Shaker không còn mana đuổi theo giải quyết được vấn đề gì. Vâng, Pew rất sợ hôm nay thì sẽ bị chuột rút tay. Tay lúc này rất run và rất tê. Shadow Fan đang vẩy tay để farm lại. Vâng, Shadow Fan farm lại thì là điều không có quá khó khăn. Luna sắp có BKB rồi. Chẳng lẽ các bạn không biết là các bạn có thể vui lòng cho Pew Pew 2 phút đi lấy nước uống được không ạ? Pew lúc này đang rất không biết nói sao nữa, tay quát. Vâng, nhịp thở thì đang lên rất là cao. Đúng là đánh Dota cũng không phải là chỉ là cho vui phải không ạ? Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là đang tập trung ở mid. Brewmaster cũng có ulti trong một slow. Chúng ta có thấy là Magnus cũng đã xuất hiện cùng với cả Shaker. Kel'Zai đang có khoảng thời gian trống để farm lại, trong khi Luna cũng vậy. Vâng, Shadow Fan hơi ngại. Luna máu xuống còn gần một nửa, mana cũng không còn nhiều và đang cũng không dám tự tin lên la lên nữa. Trong khi đó thì TNT đang có di chuyển lên top. Shaker lúc này đang cố gắng để lên trống. Vâng, này Stalker pause. Pause. Không ai pause. Đội hình của TNT vẫn không. Vâng, không pause trong tình huống vừa rồi và vẫn la lên để giết Luna. Trong khi đó thì vâng, đang cố gắng. Đã bật màn đêm rồi. Đó là rune double damage. Stun ulti đến từ Magnus. Kết thúc được không? Nhấc được lên rồi. Kéo dài xuất hiện. Hút vào rồi. Ulti luôn của Shaker nhưng không có đem bởi vì không có ai xung quanh. Trung thu. Trung thu ở đây. Silent được Brewmaster. Chết được Magnus. Bây giờ là Việt Nam của chúng ta thẻ đen. Vâng, sắp hết Silent rồi. Ulti được đến từ Brewmaster nhưng có lẽ chỉ để chạy mà thôi. Máu của Summer cũng không còn nhiều. Máu của Chelsea cũng vậy. Ta Hunter ở đây chắc chắn là sẽ có ulti. Vâng, Shadow Fan đang phải chạy ra bởi vì Ta Hunter mà hạ xuống Shadow Fan ở đây thì sẽ có ulti. Không có ai đây cả. Vâng, vậy vậy được chết trước khi kịp ulti. Rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Luna hoàn thành được nhiệm vụ của mình và đã có BKB. Tỷ số là 11-10. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower. Summer không còn màn đêm nữa và trong khi đó thì TNT muốn push top. Đội hình của có vẻ như sẽ có tele. Tahander vẫn còn ulti nên nhớ điều đó. Vâng, đã có một slow. Summer ơi. Vâng, lượng đem là quá lớn. Rubik xuất hiện rồi, nhấc được lên. Shadow Fan, vâng, Shadow Fan có lô thả quá khó chịu trong tình huống vừa rồi.
rất nhiều tele nhưng có lẽ là hơi muộn màng. Trong khi đó thì Luna vẫn đang có khoảng trống để farm. Lúc này thì anh ta đang farm vượt lên được rồi. Trong khi đó thì lượng vàng chênh lệch lúc này đã dội về bên phía biên hòa Assassin. Họ đang vượt lên với 1000, đang lấy lại lợi thế của mình. Trong khi đó thì ta Hunter đã vẫn còn ulti và có giày mana. Bây giờ thì họ sẽ tổ chức push ngược. Và trong khi đó thì Luna, vâng, có vẻ như sẽ có, vâng, một stun khó chịu đến từ Shaker. Một giật sét, vâng, cướp được vẩy và vẩy rất chuẩn. Trong khi đó thì Magnus có ulti trong vòng vài giây nữa. Ở mid thì với rune double damage, Shadowfen đang đuổi Luna về. Rất khó chịu. Một stun mà có lẽ Tà Hunter sẽ bị off. Bây giờ là ulti đến từ Magnus nhưng hơi sớm. Ulti đến từ Tà Hunter rất đẹp mắt, làm cho Brewmaster và Simon phải ở lại phía sau. Trong khi đó thì Oshaker đang la lên. Brewmaster cũng đã cho uống rượu. Và uống rượu ai vậy? Uống rượu Night Stalker. Vâng, Night Stalker bây giờ, vâng, chúng ta ở đây rất khó chịu khi Shadowfen sẽ di chuyển ra cùng với đại rune double damage. Stun 3 giây, giật xét được rồi. Trong khi đó thì cũng sẽ có một mini stun nữa đến từ Oshaker. Rubik đang chạy đi. Rubik không còn skill gì, vẫn còn skill nhấc ai đó lên đi. Nhấc ai đó, nhấc được Brewmaster lên nhưng vẫn còn Shadowfen ở phía sau. Bây giờ làm sao đây? Vâng, chắc chắn là sẽ chết với Shadowfen rồi. Mega kill tele để được. Triple kill, một pha vét máng với rune double damage. Radiant's middle tower is under attack. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là Shadowfen lúc này có Lotha và 2.200 tiền sau pha triple kill vừa rồi. Luna OT kết thúc được không với BKB? Cú được đi rồi, khó chịu quá. Trong khi đó thì BKB vẫn có hiệu lực để tele đi được rất kịp thời, nhưng bây giờ thì giấu Night Stalker. Vâng, Night Stalker chắc chắn là không hổ báo la lên rồi. Kelsey đang cố gắng cũng lên BKB nữa, tỷ số là 14-13. Không hiểu là Shadowfen đã mua gì. Vâng, Shadowfen cũng sẽ lên BKB. Mặt nạ trẻ trâu. Trong khi đó thì Night Stalker cũng sẽ lên BKB. Một pha hút, vâng, không biết là hút gì, mình cũng không biết tên. Shaker và Shadow Demon không kịp. Một stun rất khó chịu và lại còn cả block nữa. Vâng, này Stalker đang bị block. Brewmaster có ulti, block khó chịu quá, blink ra ulti của Brewmaster. Bây giờ ra đuổi và ulti quá đẹp mặt. Một combat trong mơ. Vâng, một block phải nói là vô cùng đẹp mặt của Kill vết mán đi, kéo được lại rồi. Và bây giờ là mờ phóc. Vâng, có lẽ là không chạy được. Chạy được làm sao được hả? Double kill cũng là một vết máng nữa đến từ QQ. Một blink. Stun 4 giây. Một stun nữa đến từ Shaker. Lượng vàng chênh lệch vẫn nghiêng về phía TNT. Họ lại kiếm được lại lợi thế sau pha combat vừa rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là Tide Hunter lúc này với 3, vâng, chính xác là với 3 gần 400 tiền như thế này thì có lẽ là rất xa để có thể lên được những item trong mơ như Blink chẳng hạn. Night Stalker thì có lẽ là với những lần chết khó chịu như vậy thì anh ta lại còn phải farm lại rất nhiều khi mà trời sáng. Luna đã có được kiếm nhật, Yasha. Kel'Thuzad cũng gần có được BKB rồi. Có vẻ như team bạn đang kiểm soát map tốt hơn khi mà họ đang kiểm soát được rune cũng như là cả về tầm nhìn. Họ cắm mắt rất là cao. Vâng, họ cắm mắt rất là cao. Trong khi đó thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đang phải ôm mid. Vâng, có vẻ như là biên hòa Assassin biết đây là bóng.
Vâng, biết đây là bóng. Chỉ là bóng mà thôi. Lúc này thì Magnus đang cố gắng tích tiền lên Blink. Vâng, chính ra thì họ đang kiểm soát map rất tốt, nhưng họ đang không làm gì, mà chỉ đang chờ chúng ta. Còn Shadowfen thì farm. Trong khi đó thì Luna vẫn đang farm được. Đang có một đường vẽ chiến thuật, đó là đi móc ra phía sau với việc hút smoke của mình. Bốn thành viên Earthshaker cũng đang cố gắng tích tiền lên Blink, theo tôi là như vậy, thay vì là lên trống. Vâng, mình bên Hoa Xin cũng đang ping rất chuẩn. Vâng, đang ping ở hai hướng khác nhau. Không biết là bên Hoa Xin sẽ đi hướng nào. Một người ping chuẩn rồi, còn một người thì không. Nhưng họ sẽ tin ai đây? Vâng, đây là Quyết Đen. Vâng, một pha di chuyển đường dài nhưng đã bị, có lẽ là bị phát hiện rồi. Đội hình của chúng ta di chuyển cũng rất khôn khéo. Vâng, Night Stalker đã nhìn thấy Silent được rồi. Một giây Silent thôi nhưng vâng, bây giờ thì chúng ta có thể thấy là đã lao ra rồi. BKB được bật lên. Ulti đến từ Titan tờ không. Vẫn chưa có Ulti. Ulti đến từ Silent, Ulti đến từ Magnus. Rất nhiều Ulti sắp mong và rất đi vào. Ulti đến mất của giết được rồi. Ulti đã mất, bây giờ là hố vào. Trong khi đó thì kêu kêu vẫn còn sớm. Bây giờ thì mở phong, mở phong, mở phong, mở phong, mở phong chết rồi. Vâng, họ mất 3 và chúng ta chỉ mất 1 và đã qua bài bách. Lốc được Luna lên nhưng chúng ta có thể thấy rằng Destroy không thể chạy được rồi. Giết đi. Destroy sẽ nằm xuống. Sẵn 4 giây. Một phần triple kill cho kills này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tổ chức ăn Roshan. Chúng ta thấy là có vẻ như Chaos Knight sẽ có BKB sau pha combat vừa rồi. Trụ mid không ai deny và họ tập trung vào ăn Roshan. Luna là Rune Regen. Lượng vàng chênh lệch sau pha combat vừa rồi vẫn đang nghiêng về bên phía TNT. Chúng ta có thể thấy rằng họ mặc dù thua combat đến 4 người nhưng họ vẫn hơn tiền. Lượng điểm kinh nghiệm thì lại không phải như vậy khi chúng ta đã vượt lên. Maglat vẫn còn cách Blink khoảng tầm 700 vàng nữa. Luna đang di chuyển lên. Một pha xử lý hơi luống cuống của Magnus. Và bây giờ thì chạy là điều mà có lẽ là Magnus đang muốn học. Vâng, Night Stalker đang có nói là Magnus, mày nghĩ là mày chờ đợi vào ánh sáng mặt trời để cứu mày sao? Màn đêm tiếp tục được bật xuống xin lỗi các bạn. Từ Night Stalker, trụ đang từ từ nằm xuống, không có ai đép, sẽ là một pha đổi trụ chăng? Vâng, ra giáp trụ được bật lên, trong khi đó thì trụ mid của chúng ta cũng đang bị đẩy. Có lẽ sẽ là một pha đổi trụ, nhưng có vẻ như họ muốn đổi trụ thì sẽ là 2 đổi 1, chứ không phải là... Họ sẽ là một pha 2 đổi 1, màn đêm vẫn là của chúng ta. Chúng ta có thấy lượng đem khá lớn đến từ Luna. Và chúng ta sẽ có được Manta cho Luna trong một vài giây tới. Kelsai với BKB cũng khá cứng rồi. Rubik đang cố gắng để lên gậy đẩy. Anh ta có đến 3 cái mắt trong người, rất là cần cù và chăm chỉ với công việc của mình. Chúng ta có thể thấy rằng là với việc tai Polymer, vâng, 700 vàng nữa thì anh ta sẽ có gậy đẩy. Rubik mà có gậy đẩy thì không khác gì kiểu như là Ultimate thêm có Blink. Trong khi đó thì Summer vẫn còn cách BKB của mình khoảng tầm hơn 1.000 vàng nữa. Anh là người chậm nhất lên được BKB bên phía Biên Hòa Assassin. Vâng, Kaza tục ngữ thì có câu là không khác gì hổ thêm cánh. Nhưng người chơi Dota thì có lẽ là chúng ta nên khẳng định là không khác gì Ultimate thêm Blink. Để cho những bạn chưa hiểu được câu vừa rồi của Pew Pew nói, chúng ta thấy là cả hai đội lúc này cũng đang gầm gừ nhau. Shadowfen lúc này có lẽ cũng đang cố gắng để lên Manta, nhưng theo Pew thì về độ lết thì Luna lết hơn Shadowfen rất nhiều.
Vâng, kèo dài tiếp tục là những pha đi lùa sách Asian. Rune Regen, có ai nhìn thấy không? Chính xác là cả hai team cũng nhìn thấy, nhưng ai sẽ là người ra ăn khi bên Hóa Xin đang gần hơn? Họ không để ý ở Rune Bot sao? Có ai nhìn thấy không? Không, họ quyết định là sẽ smoke chứ không phải là sẽ di chuyển lên, nhưng có vẻ như đã bị phát hiện rồi. Team TNT họ rút hết về gần trụ, trong khi họ là những hero combat. Magnus sắp có được Blink. Vâng, sẽ là một pha smoke và posture mid khi Luna sẽ là người lao lên. Vâng, vẫn còn hồi sinh nên nhớ là như vậy. Không hề ngần ngại, Manta được bật lên rồi. Vâng, trụ đang từ từ nằm xuống, một pha stun khó chịu đến từ Shaker, điều đó cũng chẳng hề hấn gì. Đội hình của Biên Hòa xin muốn push trực tiếp vào trong. Có vẻ như không phải. Không biết là họ có muốn push vào trong nữa hay không. Luna mất khá nhiều máu. Đã có một Blink ra. Blue Master. Vâng, đã cho kèo dài uống rượu. Một stun. Ulti đến từ kêu kêu Zion. Chúng ta có thể thấy là nhấc được lên rồi. Magnus có kịp ulti không? Kịp ulti. Nhưng stun ngược. Một stun không thể đẹp mắt hơn của Rubik khi cướp được skill stun của Shaker. Phải nói là quá hay. Rubik ơi là Rubik. Cảnh sát ơi đến bắt tôi đi, mặc dù tôi đang hét. Bây giờ thì kéo lại. Đã có vâng Senchi được cắm xuống. Đã có nhấp lên rồi. Push vào trong đi. Bây giờ thì còn gì mà không push vào trong nữa. Pha combat vừa rồi vâng, bây giờ trụ sẽ nằm xuống với Luna push nhà thì đừng hỏi. Ulti đến từ Shaker, không thể tin nổi, nhưng có lẽ là điều đó cũng chẳng quan trọng. Này Stalker nằm xuống nhưng kêu sai thì không. Một mắt đã được cắm xuống, Luna sẽ bật Manta ra. Một pha Blink ra. Vâng, stun khó chịu đến từ tay Polymer. Không có tele, rất đáng tiếc. Bây giờ thì gây đẩy. Tuyệt vời Rubik ơi. Phải nói là tuyệt vời Rubik ơi. Tuyệt vời. Trong tình huống vừa rồi phải nói là vô cùng tuyệt vời. Một pha xử lý cứu bạn cũng như cứu mình. Kiều dài đã có trống. Chúng ta có thể thấy lúc này thì Saruman đã thọt rồi. Vâng, cái rune ở đây phải đến 4 phút và không có ai ăn. Vâng, con chim. Radiance Courier has been killed. Vâng. Đã có sự luống cuống trong lối chơi, Pew Pew biết đang có sự luống cuống trong lối chơi của TNT. Vừa rồi đảm bảo đó là pha micro đến từ Brewmaster. Có lẽ là trong lần micro gấu xanh thì anh ta đã mang cả chim lên mà không để ý. Luna sẽ ra ăn stack mà thôi. Luna sẽ lên Butterfly. Đã có tele đi từ Brewmaster. Chúng ta phải thấy rằng lúc này thì Biên Hòa Assassin khá cứng rồi. Vâng, nếu như các bạn đang xem stream mà đột nhiên tôi thấy giọng của Pew Pew kiểu ú ớ, sau đó thì nghe thấy tiếng kiểu như xích hoặc là thép va vào nhau thì các bạn cũng đừng buồn. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ được cũng quá tuyệt vời với những giây phút vừa qua rồi. Rồi Luna bây giờ dám sang hẳn Asian của đối phương để farm rồi. Và anh ta sẽ sớm có Butterfly thôi nếu với tốc độ farm như thế này. Shadowfen tiếp tục là mồi nhử và đồng đội thì di chuyển ở phía sau.
cả Earthshaker và Magnus đều lúc này đều có blink. Night Soccer cũng đã có được cho mình BKB. Họ đang rất lúng túng. Rubik bây giờ cũng khá là ghê tay khi anh ta dám đi lên và giật xét. Trong khi đó thì chúng ta thấy là Shadowfen đã có được Manta. Nhưng mà Shadowfen có Manta thì không lợi bằng Manta của Luna rồi, điều đó là đương nhiên. Vâng, Roshan còn hơn một phút nữa. Có vẻ như các team Việt Nam vẫn chưa đến mức độ chuyên nghiệp là có một người ngồi xuống và viết là thời gian Roshan rơi xuống là bao nhiêu lâu. Night Stalker khá mạo hiểm. Night Stalker một combo nhưng mở được BKB và những lượng đem của Shadowfen cũng như tốc chạy là feeding time is over. Và Chaos Knight BKB rồi, một stun nhưng BKB đến từ Chaos Knight và không có vấn đề gì cả. Bây giờ là ô tư đến từ Magnus, họ dùng quá nhiều rồi. Họ dùng rất nhiều skill rồi, Tanta bị lock lên. Bây giờ chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ mất Chaos Knight chăng? Chộp lại chúng ta có thể thấy ô tư đến từ Luna. Và bây giờ thì chắc không còn gì cả. Ô tư đến từ Tanta và chúng ta có thể thấy là phần thắng này chắc chắn là sẽ thuộc về chúng ta rồi. Họ dùng quá nhiều skill để kết thúc đối phương nhưng lại không thể thành công. Điều đó là điều đương nhiên sẽ xảy ra khi các combat hero gặp vấn đề như vậy. Vấn đề với Hero Combat là như vậy, nếu như không có một combat tuyệt vời thì họ sẽ mất hết skill và khá là không có sức mạnh ở sau khi mà skill của họ đã được dùng hết. Tanter mặc dù được lock lên rất nhanh tay đến từ Brewmaster nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ nhanh. Vâng, không hiểu là Earthshaker định làm gì. Vâng, không hiểu là Earthshaker định làm gì trong tình huống rồi. Họ vẫn chưa muốn bỏ cuộc của biến hóa gì của chúng ta thì cũng bình tĩnh đi về lấy Butterfly mà thôi. Rất nhiều giày mana. Vâng, không hiểu lại một lần nữa thì gà đang có những di chuyển khó hiểu. Vâng, gà. What the. Vâng, có lẽ là một pha đổi giày. Vâng, micro gà của QQ vẫn đang có chút hồi hộp. Bây giờ thì sẽ ăn Roshan. Một gush đến từ Tantor để trừ giáp của Roshan. Chúng ta có thể thấy rằng là Brewmaster đã di chuyển vào. Nhưng rất nhiều VK được mở lên. Lần này thì combat này chúng ta đang có vẻ nhưng chúng ta đang khá cứng. Ulti đến từ Shadowfen nhưng cũng chẳng ai chết cả. Bây giờ thì nói một câu thôi, good luck baby. Good luck baby. Good luck baby. Vâng, good luck baby. Vâng, có vẻ như một năm trung thu một lần thì có lẽ là hơi bị ít. Luna bây giờ dùng hẳn trung thu để chỉ giết Brewmaster. Tài Hunter cũng đã có blink rồi với 2.001 tiền.
Vâng, Shadowfen sẽ đi backdoor trụ. Dire's bottom tower is under attack. Chúng ta hoàn toàn có thể end game tại thời điểm hiện tại nếu như Shadowfen không đi về. Chúng ta có thể là rất nhiều tele. Còn bây giờ là ulti đến từ tàn tờ, chúng ta có thể thấy là vâng, Kel'Thas vẫn nằm xuống với pha đánh cuối cùng của trụ. Vâng, họ muốn rush thêm một lane nữa nhưng họ nhận ra là trụ ở cả hai lane vẫn còn. Trong khi đó thì Shadowfen backdoor được một trụ. Luna lúc này đã có được Haste rune khi mà rất là may mắn khi anh ta di chuyển ra và đúng hướng có rune. Chúng ta có thể thấy rằng là Luna lúc này khá cứng rồi với Manta Butterfly và có lẽ là không biết item tiếp theo là gì, rất có thể sẽ là hút máu. Vâng, Shadowfen không ngần ngại. Shadowfen đã bật Manta lên rồi. Rubik lúc này đã có cả Blink. Trong khi đó thì Night Stalker đang cố gắng lên búa Bass. Vâng, Tahanter đã mua Mekan. Đến phút thứ 37, team Biên Hòa Assassin mới có được Mekan. Vâng, cả hai mắt đều được cắm lên ở khu vực này. Liệu có một Sentry không? Có vẻ như đã có gem. Vâng, Rubik đã mua gem. Lúc này thì Brewmaster đang cố gắng để lên trượng xanh, trong khi đó thì Magnus không biết là để dành tiền lên gì nữa. Vâng, các bạn mong các bạn không chửi nhau ở kênh stream. Bởi vì mình sẽ vì bất kỳ một lý do gì hay vì bất kỳ một hoàn cảnh nào mà các bạn sử dụng những ngôn từ không chính xác thì sắp tới mình cũng sẽ set mốt và để ban. Mình tôn trọng từng người xem một và mình mong stream thêm một người từng người xem một, chứ không phải là mình rất là tôn trọng các bạn nhưng mà chúng ta cùng không chửi nhau. Còn việc nhận xét thì có nghĩa là rất là nhiều người, mỗi người một nhận xét phải không ạ? Chúng ta không thể mong chờ người khác suy nghĩ giống mình được. Bởi vì đến cả người yêu cũng không suy nghĩ giống mình mà, chứ đừng nói đến một người không quen biết. Chúng ta có thấy là rất có thể sẽ là một pha đổi Rex. Nhưng bên phía TNT biết rằng đổi Rex bây giờ là vô cùng mạo hiểm. Đội hình của Biên Hòa Assassin đã lao vào trong rồi. Trong khi đó thì Rubik vẫn còn ở ngoài chờ đợi với việc cướp được những skill đẹp. Chúng ta có thể thấy rằng là không hề có bất kỳ một ulti đến từ Brewmaster, vẫn chưa có điều gì xảy ra cả. Ulti đến từ Night Stalker lại kéo dài màn đêm. Và không hiểu là kéo chúng ta có thể thấy rằng vâng, Magus ulti để giữ kéo dài lại ở phía xa thì trong khi đó thì bây giờ Shadowfen sẽ bảo ulti. Vâng, Blink ra của Rubik. Kel'Thas chết ở phía trong. Có lẽ là GG rồi. Dire's bottom barracks are under attack. Dire's bottom barracks has fallen. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower has fallen. Vâng, ulti. Yes! Một game đấu rất hay và Việt Nam của chúng ta thắng. Lao hẳn vào trụ rồi. Vẫn không giết được, lao hẳn vào trụ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bị giết. Vâng, Luna rất cứng. Luna rất cứng, tất cả để giết Luna. Luna bật BKB lên GG.
Vâng, bây giờ thì